Hello các bạn, đây là một game di chuyển và vượt qua các vượt qua chướng ngại vật cũng như là tiêu diệt các xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái game di chuyển sinh tồn đi qua cửa cảnh. Đây là mình đang trong vai một anh chàng đội mũ dễ xa với chữ V, dâu ria rất rộng ràng, ok, mũ màu đỏ. Khi mình đi chúng ta có thể ăn các viên đá như là kim cương, ok, và sử dụng các sử dụng việc nhảy lên để dẫn lên các cái con vật ở trên dọc đường giống như trò Mario vậy, và cũng có thể sử dụng ăn sao này, sử dụng quả bóng chân mít để cắt chết những con vật như vậy, ok. Đây là màn dạo đầu của chúng ta, đã vượt qua màn dạo đầu rất dễ dàng rồi. Đây là màn dạo đầu của game nhá. Rồi chúng ta đến nữa lại nè. Trong vòng 30 giây. 30 giây chúng ta phải đến được ốc cửa kia, ok. Xong. Ok, ra đây đường rồi. Rất hay. Đã được 79 kim cương rồi. Vừa nãy là như con tê giác là con gì màu hồng vậy. Rất nhiều kim cương. Rất hay. Âm thanh nền của trò chơi cũng rất nhẹ nhàng. Ok, đây là cửa thứ hai. Chúng ta có thể kích hoạt 5 chân để tự hút cái kim cương. Ok. Khi chúng ta ăn đủ số đá màu thì chúng ta sẽ đây là cái gì đây? Không có gì cả. Rất nhiều kim cương. Đơn giản. Khi giết được chú hà mã màu hồng thì chúng ta được nhận thêm kim cương. Tên này rất nhiều kim cương. Ăn hết luôn, ăn một tên sao luôn, chơi hai sao rồi. Tiếp tục đi. Chúng ta chưa muốn qua cửa. 3 sao. Ok, qua ải. Ok, đây là bảng 3 rồi nhé. Đây chúng ta đã được bảng 3. Có rất nhiều kim cương trên cao. Ok. Ăn 1 sao rồi. Chú củng nong màu hồng rất dễ thương. Ok. Úc cũng nong màu hồng không nguy hiểm một chút nào rồi. Chúng ta chơi cái trò này rất thư giãn đấy. Chơi rất nhẹ nhàng, không áp được nhiều. Lại một trang nữa rồi.
cua. À, cái chữ P đó chính là mình còn 4 mạng nữa. Cái chữ P đó chính là checkpoint. Và khi chúng ta chết thì chúng ta không phải chơi lại từ đầu, chúng ta sẽ chơi lại từ cái chữ P. Chú khủng long này rất dễ thương, không có chút gì là nguy hiểm cả. Ok, checkpoint. Ok, đã mở ra. Tí nữa thì ta qua ai rất đơn giản đấy, người chơi rất dễ thoải mái. Và wow, tận 2 chú khủng long. Và chúng ta sử dụng quả bóng tennis. Rất buồn cười. Ôi, bàn trông một chút, phải chưa? Ý như của chúng ta toàn nó vào. Đấy, cần được tỉa. Ok. Ok, tiếp qua. Nhiều kim cương, thêm một sao nữa, chúng ta có 2 sao. Chúng ta đã bị rơi xuống là chúng ta sẽ chết. Không cho phép chúng ta nhảy lên một lần nữa. Ok. Ok. Qua wow, lá 7 chiếc cầu rồi. Rất đẹp. Có rất nhiều đá đẹp. Wow. Wow. Chúng ta trượt như là trượt cầu trượt rồi. Wow, đã qua cửa.